chân chân đừng ơi chọc con chứ con nghe. Sao chạy lại mệt. Ba mẹ ngủ rồi. Mẹ dắt con ra nè. Dữ không? Nói gì nghe cọc cọc rồi. Địa à. Bắn khói của xe kỷ niệm đó mày. Thôi được rồi, để đi, để đi. Để sao? À, đây mà nó không cho ai ngủ quá nha. À, đúng rồi, xe con làm nó khác. Rác đó.